Lan Ngọc rời showbiz đúng hay sai lầm? Thời gian qua, Ninh Dương Lan Ngọc được khán giả yêu thích là tên tuổi bảo chứng doanh thu phòng vé, song cô lại gây bất ngờ khi tuyên bố tạm dừng showbiz để tập trung học thêm diễn xuất. Gần đây, thông tin Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz để tập trung học ở Australia thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Phần lớn cho rằng nữ diễn viên sinh năm 90 đang ở đỉnh cao sự nghiệp sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội nếu quyết định tạm dừng diễn xuất. Song cũng có khán giả ủng hộ ngôi sao. Nhiều ý kiến nhận định thời gian gần đây Lan Ngọc thiếu sự bứt phá ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình, nên việc cô nâng cấp ở bản thân là điều cần thiết. Thành công đến với Lan Ngọc từ sớm, năm 2010, cô nhanh chóng tạo được dấu ấn qua vai nương trong phim Cánh đồng bất tận do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, chuyển thể dựa trên truyện ngắn nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Khi đó nữ diễn viên vừa mới bước qua tuổi 20, gương mặt trong sáng và diễn xuất tự nhiên đã giúp Lan Ngọc chinh phục khán giả, để lại nhiều cảm xúc với lần chào sân trên màn ảnh rộng. Vai diễn mang về cho cô nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải nữ chính xuất sắc, phim truyền điện ảnh của Liên hoan phim Việt Nam và giải Cánh diều vàng 2010. Lan Ngọc không chỉ được giới phê bình đánh giá cao, mà còn chiếm trọn tình cảm của khán giả. Không chỉ chăm chỉ, Lan Ngọc còn rất tỉnh táo và liều lĩnh. Cô chọn vai đa dạng, không ngại thử thách bản thân qua nhiều thể loại từ hành động kinh dị đến tâm lý tình cảm, thậm chí sẵn sàng đóng vai phụ hoặc phản diện để mang đến sự bất ngờ. Có thời gian cái tên Lan Ngọc xuất hiện liên tục tại rạp chiếu. Đó là vào 2016 khi cô tham gia đến 4 dự án gồm Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, phim Trường Ma, Găng Tay Đỏ và Nắng. Đáng tiếc dường như dấu ấn của nương trong Cánh đồng bất tận quá lớn, nên Ninh Dương Lan Ngọc chưa có vai diễn nào xuất sắc tạo được ấn tượng. Phải đến Gái Già Nắm Chiêu 2, nữ diễn viên mới thực sự tỏa sáng trong hình ảnh hoàn toàn mới. Khác với nương hiền lành chất phác, cô thể thành Miss Quy, một MC sành điệu và giàu có, hình mẫu đúng chuẩn của các quý cô thành thị. Theo thời gian, Ninh Dương Lan Ngọc trở thành cái tên hút khách, bảo chứng cho doanh thu phòng vé. Nữ diễn viên bị đánh giá một màu khi nạp lại chính mình qua các phim Gái Già Nắm Chiêu 2, Gái Già Nắm Chiêu 3, Cô Gái Từ Quá Khứ. Sự xuất hiện của cô không còn gây bất ngờ, để lại ấn tượng mạnh đối với người xem. Khoảng 4 năm trở lại đây, Lan Ngọc đóng phim đều đặn nhưng diễn xuất của cô không còn được đánh giá cao. Riêng 2023, Lan Ngọc không xuất hiện trong bất cứ dự án phim nào, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tên tuổi và cô độ nổi tiếng của cô chủ yếu đến từ việc tham gia show như Chạy Đi Chở Chị, Bảy Nụ Cười Xuân, Chị Em Chúng Mình. Thậm chí có ý kiến nhận định Lan Ngọc sa đà game show luôn là nghiệp diễn, những lần xuất hiện trên màn ảnh rộng đều mờ nhạt và mất chất. Gần nhất nữ diễn viên được khán giả chú ý với vai trò thí sinh trong show truyền hình thực tế Chị Đẹp Đạp Giá Rẽ Sóng.